nhà Glazer sắp chốt bán MU cho Radcliffe. Doanh nhân giàu nhất nước Anh, Sir Jim Radcliffe đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quyền thâu tóm MU, khi đề nghị của ông vừa lòng nhà Glazer nhất. Không phải nhà thầu đưa mức giá cao nhất, nhưng những điều khoản của Radcliffe, thông qua công ty Ineo, đang khiến những ông chủ người Mỹ hào hứng. Theo đó, sau quá trình thương thảo kéo dài 5 tháng, thông qua 3 vòng đấu thầu, mục đích chính của dâu và Abram Glazer đã dần lộ ra. Đó là họ muốn tiếp tục hiện hữu ở MU. Vì thế, dù con số 5 tỷ bảng mà sách Gia Sim đưa ra là cao nhất trong số các nhà thầu, nhưng tham vọng mua toàn bộ cổ phần của doanh nhân người Qatar lại không phù hợp với nhà Laser. Trong khi đó, số tiền đề nghị mua 50% cổ phần MU của Inio nếu tính trung bình lại gần hơn với mức 6 tỷ bảng mà nhà Laser chào bán câu lạc bộ. Quan trọng hơn, Inio sẽ cho phép hai người nhà Laser tiếp tục có mặt trong hội đồng quản trị của MU. Trong khi bốn thành viên còn lại của đại gia đình này vẫn có quyền chia cổ tức của câu lạc bộ. Thế nên, theo truyền thông Anh, trong vài ngày tới, khi tập đoàn Ren bên trung gian đứng ra dàn xếp vụ mua lại MU, tuyên bố nhà thầu thắng cuộc thì lợi thế đang nghiêng về Radcliffe chứ không phải ra sim Tuy nhiên, theo một vài thông tin phát đi từ INEO, nếu họ nắm quyền MU thì ngoại trừ những thành viên gia đình Blazer, các lãnh đạo khác đều sẽ bị loại bỏ, trong đó có cả CEO Richard Arnault.